Chào anh em nhé. Hôm nay mình ở cái bể bơi Vườn Tùng, đi cùng với lại anh Cường và cô giáo Hằng sang đây trải nghiệm lại cái bể này. Hơn một năm trước thì cũng đã sang đây trải nghiệm một lần rồi. Hôm nay thì có máy mới, có flycam mới. Đúng rồi. Anh Cường mời sang. Đấy, úi dồi, hàng khủng luôn. Đầu tư gần 60 triệu để đi để đi luôn. Chơi. Để chỉ để phục vụ các em quay clip bơi thôi. Ông anh quốc dân. bể cực kỳ đẹp luôn. Đây cho các bạn bể. Hôm nay cái bể này là dài 25m và rộng đâu đó khoảng 10m. Đấy, bể sâu từ 1m đến 1m4. Hôm nay nước cực kỳ trong. Hôm nay nước siêu trong luôn, tí phải mang GoPro ra quay kỹ thuật ở dưới nước cho các bạn xem. Quên không đeo, không bôi kem chống nắng. Chờ. Ô này nước trong thế. Bể này đặc biệt cái là nó là bể bốn mùa ở ngoài trời. Có nghĩa là mùa đông nó vẫn có nước nóng. Và mùa đông ở đây thì nó có sương mù ấy, nó nước ấm nó có sương mù nhìn rất là ảo.
Sau một buổi quay video clip bét nhè thì thôi trời anh em chuẩn bị về đi ăn. Này quá nhiều clip đẹp luôn bởi vì là cái bể nó quá đẹp. Nước ở quá trong. Nước y như là nước lọc Aquafina. Đi phải đi phục vụ hội này nào. Đốt đi. Đợi gì nữa? À, đợi phi công à? Nào bây giờ thôi đi về. Về đi ăn. Thôi đi ăn nữa. Tạm biệt bể bơi vườn tùng. Ngày nắng quá đẹp luôn. Mình mưa mình đã định không đi rồi. Vì đúng không? Hôm nay mà mưa đi quay xấu lắm. Vé ở đây là thế nào? 50.000 cư dân, 100.000 cho người ngoài. Người ngoài cũng vào đây để mua vé bơi được. Bơi được. Nhưng mà hơi đắt đấy. Nhưng mà ông hạn chế lắm. Không phải là lúc nào cũng có thể vào đây được. Đây có phòng gym. Tập gym luôn đấy. Vé đấy bao gồm tập gym à. Luôn. Ồ, cái người ngoài lại vào đây bơi được. Em tưởng là không cho bơi. Bây giờ thì cho bơi rồi. Trước thì không cho, nhưng bây giờ thì cho rồi. Dạo này ê, cư dân quanh đây người ta vào đây người ta bơi. Không, nhưng mà không phải cư dân, chỉ có cư dân bên rừng cọ bên kia mới được vào thôi. Còn cư dân ở ngoài vẫn ngoài. Nghĩa là ngoài cô bác không được. Còn nghĩa là trong có thể quẹt rồi em hiểu. Thế anh tưởng cư dân ngoài, thế cư dân ở ngoài đường thì người ta vào được chết. Thì vào bữa thì phải bơi toang.